Hello quý vị ha, đây là phiên bản xe đạp điện, phiên bản là xe đạp điện màu xanh của mình ha. Phiên bản này thì nó có là bản khung, không pin, không bình. Nhưng mà theo ví thì mình nhập thì mình dùng bản pin. Đây, trên đây là mình lắp pin 48/12Ah, có nghĩa là pin 48/12Ah đi tầm 60 km nha quý vị. Tốc độ mát thì tầm 35-40 ha. Con này là mình đã test rồi, ok quý vị. Đây, trên này là phiên bản này có các thông số và giấy chứng nhận. Đây, giấy chứng nhận của nó đây, của công ty ha. Cái này là bên kia thì có thể lên biển số được ha. Lên biển số được nè, giấy chứng nhận nè. Sau đó mình mới cấp được cái xe ha. Đây, cấp cái xe cho nó thông số có ghi đầy độ 350W nè. Đó, pin này là chưa có mã pin và mã bình nè. Đó, các bạn nhìn đây ha, 40 km/h, nếu mà đi mà bạn pin đó 48V là 45 km/h, rất là nhanh ha. Con này đi hai người là thoải mái đó. Trên nguyên bản là sẽ như thế này, đây mình làm cái review cho các bạn coi ha. Đó, giấy chứng nhận của nó. Cho giấy chứng nhận thì các bạn có thể ai cũng được cấp ha, nếu là các bạn mua hàng lô thì mình không biết, nhưng mà mua trực tiếp bên kia thì nó cấp về công ty, nó kê cấp cho mọi phiên bản có mã khung và giấy chứng nhận. Đây khung của nó, mình đọc nè, 3 345 223 00124465. Đây, nó có mã khung hết nha quý vị. Cấp giấy cho mình đều có mã khung nha. Đây, thấy chưa? Nè, mình mở lên cho các bạn coi nè. 345 222 300 124465. 4465, thấy chưa? Mình không nói sai ha. Cái này phải yêu cầu rồi, bên nhà bán nào của công ty nào lúc nào cũng vậy ha. Phải có cấp cho người ta để người ta lên biển số. Đối với bên kia thì các bạn có nhu cầu lên biển số là được hết ha. Xe này được lên biển số đó quý vị, nhưng mà về Việt Nam thì mình không có biển số đó, không có thông dụng lắm. Cho nên các bạn đi theo thông số dưới 50 km là các bạn không cần phải có biển số cũng không sao cả ha. Đây nguyên bản của mình, pin này đang có 48/12 và 48/15Ah. Mình có hai đấu pin nha, hai mã pin nha. Đó, đây và mình bật cấp độ cho bác coi nè. Xe này có đèn ha. Đây, cấp 2, cấp 3, 1, 2, 3 kéo hết. Pin này lên 100 rồi. Đây mình mở cấp 1 là nó ở tầm mức là cho phép các bạn đi tầm 15 km thôi. Giới hạn 15. Kéo cấp 3. 2 3 3. Rồi 1 2 kéo. Các bạn nghe không? Đó. Động cơ kéo từ 35 40 là bình thường ha quý vị, trên thông số ghi 45. Các bạn ngồi xuống thì tầm 35 40 là đi bình thường ha. Rồi, mình có hai màu, màu hồng và màu xanh. Phiên bản này cùng màu hồng màu xanh. Rồi, xin phép nha, các ai có nhu cầu liên hệ với mình ha.